đôi Di Cá Kiển xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi mấy con cá lóc mà mình đang nuôi nè các bạn. Thì đây là con cá lóc Kalimantan, cá lóc Kali ha các bạn. Đây là một dòng cá lóc vảy rồng. Thì con này trước đây mình đã quay cho các bạn coi mà cách mình set up cái hồ để mà mình nuôi con này đây các bạn. Thì thời gian trước mình quay cho các bạn coi là con cá của mình nó chưa lên được cái màu vàng và con cá chưa hề có một cái vảy nào hết ha các bạn. Thì trong cái thời gian vừa qua là mình farm con này, mình nuôi ở một cái chế độ mà đặc biệt dành cho cá lóc vảy rồng để mình kích thích được con cá lên được một cái bộ vảy màu vàng và lên được cái hàng vảy rồng. Vảy rồng là những cái đốm trắng trên cái thân người nó đó các bạn. Thì sau này người ta gọi đó là những cái vảy rồng. Thì yếu tố để được một con cá vảy rồng đẹp thì bắt buộc con cá của mình nó phải lên được cái màu vàng và trên người nó phải có được những cái vảy đốm trắng đều trải dài hết hai cái thân cơ thể hai bên hông đó các bạn. Thì đó là một con cá lóc vảy rồng hoàn chỉnh. Và nhiều bạn có nói là tại sao mình nuôi con cá mình lớn lên mà nó không có được cái màu vàng và nó không được lên những cái vảy bên hông đó. Thì cái đó là do một phần gen của con cá và một phần là do mình nuôi không chuẩn các bạn. Thì trước tiên các bạn set up một cái hồ. Những cái dòng cá lóc hoang dã này thì trong nước nó cần những cái bùn khoáng này các bạn. Cái bùn khoáng và những cái độ pH đó các bạn. Bắt buộc cái độ pH của nó phải đúng với cái môi trường thì con cá của mình nó mới phát triển được. Thì các bạn có thể thấy là con cá này của mình là nó rất là sung các bạn. Thì cái độ nước pH của cái hồ này thì nó chỉ tầm 5.5 cho tới 6.0 đổ lại thôi các bạn. Mình không có được cho cái độ pH quá cao thì con cá của mình nó sẽ không lên vảy và nó không phát triển màu được. Đó các bạn thấy không? Con cá của mình nó rất là sung. Ở cái size này thì nó chỉ tầm 20cm thôi các bạn. 20 đến 21cm thôi mà các bạn thấy con cá của mình nó trổ màu rất là đậm và đã lên vảy rồng rồi. Thì tầm 2 đến 3 ngày mình sẽ cho nó kè gương. Mình để cái gương đó các bạn, mình kè như thế này đây để giúp con cá mình nó sung lên. Khi mà con cá mình nó sung thì nó rất là dễ phát triển cái bộ vảy rồng của nó. Và 2 đến 3 ngày thì mình cho ăn một lần. 2 đến 3 ngày nha các bạn. Bởi vì khi mình để cho con cá mình đói nó mới kích thích được cái bộ vảy nó lên. Khi mà mình cho ăn no quá thì con cá của mình nó sẽ rất là chậm lên vảy. Điều đó thì trước đây mình đọc được những cái bài viết ở bên Indo đó các bạn. Và riêng bản thân mình nuôi thì mình chứng thực được luôn. Mình thấy cái điều đó là hoàn toàn chính xác. Bởi vì trước đây là mình nuôi rất nhiều lóc vảy rồng rồi các bạn. Và những cái con đầu tiên mình nuôi thì nó không có lên vảy nhanh. Và những cái con sau này mình nuôi mình có kinh nghiệm rồi thì mình thấy rất là dễ kích thích nó lên vảy rồi các bạn. Thôi các bạn thấy không? Cứ 2-3 ngày mình ra mình kè gương một lần. Cách 2 ngày mình cho ăn một lần. Một lần mình cho ăn nhái này các bạn, hoặc là tép. Mình cho ăn ở một cái chế độ rất là ít. Trong hồ này của mình thì mình trồng rau như đó các bạn. Còn đây là nhái mình mua về cho nó ăn đây. Đó các bạn thấy không? Mình mua về mấy chục con như đó các bạn. Cái mình bỏ cái thùng xốp, mình chế một ít nước vô thôi để cho con nhái này nó sống. Và các bạn bỏ vô hai cục gạch các bạn để cho con nhái mình nó có cái chỗ mà nó trú ẩn để nó khỏi chết. Khi mà con cá mình ăn thì mình lấy ra một con cho ăn, hai ngày mình cho con, hai ngày mình cho ăn một lần. Này các bạn, mình cho ăn cái con tép và cái con nhái con này. Con này là con bù tọt nha các bạn. Nè, bây giờ mình thả cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy chưa? Nó ăn rất là dữ luôn. Thì các bạn bắt buộc phải cho ăn những cái mồi này để con cá nó gần với đúng cái hoang dã mà cái nơi nó ở. Thì cái con này ngoài tự nhiên nó chỉ ăn tép, cá nhỏ và nhái thôi các bạn. Thì những cái lồng dòng cá lóc ở Việt Nam mình nó vẫn ăn như vậy luôn. Đó các bạn thấy không? 2-3 ngày mình cho ăn một lần. Trên mặt nước thì mình trồng cái cây thủy quỳnh này. Cây thủy quỳnh nha các bạn.
Cái cây này là nó có tác dụng là nó vừa lọc nước và nó che được cái lượng ánh nắng trực tiếp rọi vào hồ quá nhiều. Thì khi mà mình trồng cái cây này thì nó chỉ sẽ che bớt được cái lượng nắng để giúp được cái nước của mình nó trong và nó hạn chế lên tảo xanh. Đó, các bạn thấy không? Các bạn có thể so sánh cái ngón tay của mình với con cá, thì con cá này nó chỉ lớn hơn một xíu thôi các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà mình nuôi, mình kích bẫy với con cá thì con cá của mình nó sẽ rất là lâu lớn, bởi vì cái chế độ ăn uống thì mình cho ăn rất là ít các bạn, để mình kích thích con cá nó lên vảy. Khi mà con cá nó đã lên vảy rồi, bắt đầu mình mới chuyển sang mình kích thích nó lên màu. Vì đây là quay phim cho các bạn coi cho nên mình sẽ bỏ con nhái vào nhiều lần để cho con cá mình nó ăn. Chứ bình thường một lần ăn là chỉ có một con thôi các bạn. Hai ngày mình cho ăn một con nhái thôi, mình không có cho ăn nhiều. Thì ngoài cái cây thủy quỳnh này thì các bạn có thể trồng thêm cái rong đuôi chồn nha các bạn. Cái rong đó là nó hút độc trong nước và nó giúp cho nước trong. Và cái rong này nó không có bị rụng cái lá làm ô nhiễm cái nguồn nước của mình. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn nhớ nha, độ pH từ 5.5 trở lên, 6.0 đổ lại thôi, không được để cái độ pH quá cao thì con cá của mình nó sẽ đúng được cái môi trường của nó. Hai ngày mình cho ăn một lần và bắt buộc là phải có cái lượng ánh sáng nhiều nha các bạn, phải đủ ánh sáng con cá mình mới phát triển. Rồi đây là con Surathani. Surathani này là nó ở Thái Lan, còn con Kalimantan hồi nãy là ở Indo nha các bạn. Đây là một con Surat baby. Những con này thì mình đang phong nó để mà nó phát triển lớn lên. Mình thích cá lóc thì mình nên nuôi những cái con nhỏ như thế này đi các bạn, mình về mình chăm theo cái chế độ của mình nó sẽ đẹp hơn. Thì thức ăn hoàn toàn là tép hết nha các bạn, những cái size nhỏ mình chọn tép hết. Khi mà mình nuôi cá lóc thì dưới lớp nền này mình trải một lớp bùn nha các bạn. Khi mà nước đã ổn định rồi tự động nó sẽ trong. Mình rải một cái lớp bùn, sau đó là mình trồng cây vào luôn thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Còn đây là con Red Centaurum này các bạn. Con này là bắt đầu mới chớm vảy thôi. Đó, thì và video hôm nay là mình quay cho các bạn coi là mấy con cá lóc của mình như thế nào ha các bạn. Và mình cũng nói thêm một ít về cách mà thuần dưỡng như thế nào để cho các bạn nào mới chơi biết cách mà chăm sóc con cá của các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Và bây giờ mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào mọi người.